Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Diễm đây. Chào mừng các bạn đến với chuỗi video chia sẻ kiến thức kinh doanh online ngày hôm nay của Diễm. Và hôm trước Diễm đã chia sẻ cho các bạn cách làm sao để mình có thể lựa chọn sản phẩm kinh doanh, làm sao cho mang lại cho các bạn cái biên độ đồ lợi nhuận lớn giống như là bền vững trong cái công việc kinh doanh online. Và ngày hôm nay như đã hứa, Diễm sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết làm sao để mình có thể lựa chọn một môi trường kinh doanh online giúp cho các bạn có thể nhanh chóng thành công, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì môi trường kinh doanh online thực sự nó vô cùng quan trọng. Nếu như bạn không lựa chọn được cho mình một cái môi trường kinh doanh online mà ở đó mang lại cho các bạn nguồn năng lượng, mang lại cho các bạn những cái chiến lược, mang lại và những cái mục tiêu cũng giống như là những cái kiến thức để giúp cho các bạn có thể đạt được những cái thành công thì thật khó để mà các bạn có thể thành công, đúng không ạ? Năm 2020 không phải là cái thời kỳ bán hàng online mà các bạn cứ đăng bài bất chấp lên Facebook và không cần quan tâm đến khách hàng của bạn muốn gì. Mà năm 2020 là năm kinh doanh online của sự chuyên nghiệp, của những chiến lược bài bản, của sự dẫn dắt, của quy trình và của mục tiêu rõ ràng, đúng không ạ? Chính vì vậy mà cái việc lựa chọn cái môi trường kinh doanh online thì nó với các bạn vô cùng quan trọng và nó quyết định đến thành công của các bạn rất lớn. Mỗi ngày khi mà các bạn lựa chọn một cái môi trường mà không có một cái chiến lược, các bạn không biết phải làm gì mỗi ngày để mà các bạn có thể bán được hàng thì thực sự nó vô cùng kinh khủng khiếp, và bản thân mình cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn đó. Và ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, khi mà các bạn lựa chọn cho mình một cái môi trường kinh doanh online, các bạn phải xem là cái công ty mà các bạn lựa chọn họ có đào tạo các bạn hay là không, họ có những cái chiến lược bán hàng hay không, họ có đào tạo các bạn những cái kiến thức chuyên môn hay là không để mà các bạn có thể giúp được khách hàng, đúng không ạ? Các bạn thấy rồi, đa số những cái hệ thống mà bị gãy, bị vỡ hay là những cái người bot hay là những cái bạn sĩ ở dưới các bạn khi mà họ nhảy đi qua người khác, họ nhảy sĩ á, thì cái nguyên nhân chính là gì ạ? Không đào tạo này, là gì ạ? Sản phẩm không chất lượng và không có người dẫn đường. Đó, đây là một cái nguyên nhân cực kỳ. Và bây giờ Diễm muốn chia sẻ cho các bạn hãy chọn cho mình một cái công ty thật là tốt, có đào tạo, có quy trình, có kiến thức và sản phẩm thực sự có chất lượng. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Các bạn phải lựa chọn cho mình một người boss, một người dẫn dắt thật sự có tâm. Và người boss là người dẫn dắt và là người định hướng cho các bạn thì họ phải hội tụ được những cái yếu tố đó là gì ạ? Đó là họ phải có trách nhiệm đối với các bạn, họ biết đào tạo các bạn để mà chuyển giao lại những cái quy trình cho các bạn để các bạn có thể hoạt động, chứ không phải là tuyển các bạn vô rồi để cho các bạn bơ vơ, đúng không ạ? Và cái thứ hai, cái người boss, cái người dẫn đường đó họ phải là những người luôn luôn ham học hỏi, bởi vì chỉ có những người ham học hỏi thì họ mới có những cái kiến thức hay, những cái kỹ năng hay, những cái quy trình hay để mà chuyển giao lại cho các bạn, thì cái đội nhóm của các bạn mới luôn 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 hành động một cách năng lượng và mạnh mẽ. Và cái người boss của các bạn phải là một người biết vẽ cho các bạn cái mục tiêu, tạo ra cho các bạn cái mơ ước và vẽ cái mục tiêu nó vừa tầm với các bạn, để từ đó các bạn có được cái mơ ước, cái mục tiêu, các bạn sẽ chia nhỏ mục tiêu mơ ước của các bạn và các bạn hành động liên tục mỗi ngày, thì chắc chắn với các bạn cái sự thành công của các bạn nó sẽ đến nhanh thôi. Quan trọng nhất của cái việc kinh doanh online đó chính là môi trường kinh doanh online. Khi các bạn lựa chọn được người dẫn đường, môi trường kinh doanh online tốt, thì các bạn đã thành công một nửa rồi. Còn lại 50% là ở các bạn hành động theo quy trình, theo những gì mà người boss tuyệt vời đó hướng dẫn các bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công 100% thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Diễm, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye bye.